Cả nhà thân yêu, hôm nay ướp sườn non với xả tỏi với tiêu nha cả nhà. Ướp để muối chiên, sườn non muối chiên nha. Giờ bắt tay vào việc. Cảm ơn tôi chào cả nhà buổi sáng tới thật vui nha. Cảm ơn cả nhà thân yêu đã xem và ủng hộ Đình Bảo Minh Tiêu của tôi. Giờ ướp nha cả nhà. Mình tỏi mình ấy sẵn rồi nha, đập sẵn rồi. Có khoảng một củ tỏi á, mình bằm nhuyễn nha cả nhà. Đập nó ra mình bằm nó. Cả nhà bằm nó ra cho nó thơm á. Bật ra vừa thôi, đừng có không cần phải nhuyễn lắm để cho khi mình ăn á trúng cái tỏi nó mới ngon này cả nhà. Đó, cái này được rồi. Ok, bắt đầu dẹp phần bên tới phần mình ướp nha cả nhà, rất dễ. Để đeo bao tay cái khi mình ướp thịt á, mình đeo bao tay nó thịt nó không có hôi ê, rất là ngon. Mình phần ướp mình bỏ vô một củ tỏi nha cả nhà, củ tỏi bầm ra rồi thêm tí xíu tỏi bầm á, tỏi xay, tỏi khô xay á cho nó ngon. Rồi tiêu. Nửa muỗng tiêu đó thường để hồi xay đó, mình bỏ vô khoảng nửa muỗng tiêu. Rồi tiếp tục ở nhà mình, cả nhà biết rồi, không có xài bột ngọt, mình xài bột chicken knorr thôi. 2 kg thịt heo cả nhà cho vào chừng 3 muỗng thôi nha. Nếu cả nhà nào mà ăn mặn á thì đem theo khẩu vị của mình, nhưng mà ở đây là mình thường là ba scoop cộng với muối tiêu, cộng với hộp muối tiêu. Trả lời sao cả nhà, đi tìm muối tiêu. Ủ muối rồi. Đây. Muối này gọi là garlic sauce nha, không phải muối tiêu cả nhà, garlic sauce nha. Nó có muối với cái mùi nó thơm lắm. Mình bỏ vào chừng 2-3 dòng thôi. Lấy cái độ thơm của cái lá mint á. Lá này gọi là spearmint vậy đó. Rồi, xong xuôi. Đấy. Mình cái đặc biệt là cả nhà phải bóp nó ra để cho nó thấm gia vị á, tỏi á, cái tỏi nó thấm vô gia vị của mình, xong rồi mình mới ướp thịt nha. Nhà thấy ướp không, vậy thôi, đơn sơ thôi. Sườn non á, cái riếp á, nhà người á người ta thích chặt ra, còn đây mình không cần phải chặt, cái nhà mình khứa, cái nhà khứa nè. Khi mà cái miếng thịt nó đụng cái xương là ok. Đó, vậy thôi. Cứa gì khi mà mình chiên hay mình bỏ vào lò quay nó sẽ ngon, nó sẽ thấm đó cả nhà. Khỏi cần phải chặt, mất công cả nhà lắm. Đó, cứa nó. Xương cứa làm ba rồi kìa, đó. Đổ mấy miếng xương thịt á. Chiên nó mới có thịt ăn chứ không rồi đó. Tính khứa sẵn rồi nhưng mà để làm cho cái nhà coi luôn.
cứa ngoài dao thì nó lẹ lắm, ngày thớt thì lẹ lắm. Mình làm cho nhà coi cách cứa nó. Đó, mình cứa cho thịt nó thấm, giống như mình chặt á, nhưng mình không chặt. Ok, ấy dạ. Rồi. Ướp ra ăn cơm ngon lắm cả nhà, nó sảy luôn đó. Khỏi không chặt. Làm cái giả tiếng không cần thớt luôn. Đi đâu mình làm cũng được. Ví dụ mình đi camping hay gì đó, đi chơi ngoài vườn hay là ngoài giống như là đi tham quan thám hiểm ngoài đi rồi đi phượt á, đó làm kiểu nào cũng được, không cần phải nhiều dụng cụ lắm đó nha. Chịu khó mình làm xong á mình phải nhồi bóp cho nó thấm nha, cho nó thấm vô mấy cái đường thịt nè. Dễ lắm cả nhà, không có gì khó đâu, mình làm gì là chiên ăn vừa lắm. Còn thí dụ như thành phần mà hơi lạc đó, cả nhà chấm với nước mắm đó. Đồ ăn á, cả nhà làm đừng có mặn quá. Mặn quá nên cái khẩu vị nhầm người ta ăn mặn không được. Mình làm vừa thôi, vừa tới mà nó đủ vị đó. Thấy không, đủ có độ ngọt, độ mặn và độ thơm. Trộn trộn nước miếng nó chảy không trời, thơm. Trộn xong rồi cho cả nhà xem. Xong mình bỏ vô lò quay nè, cho nó thấm mới được. Thấm vô cả nhà để lò quay thôi, cầm miếng sườn ăn cơm ngon lắm. Bất cứ thịt hay cá gì cũng vậy, cả nhà ướp xong á, cả nhà nhớ cho vô miếng dầu ăn nha, ngon lắm. Đừng có sợ thịt mỡ hay gì cũng sao, khi mình nướng là nó sẽ cái dầu nó rời rã hết à, nó sẽ bị ra hết à. Nhưng mà đặc biệt có dầu vô miếng thịt mình nó mới mượt mà, nó có khô. Cá hay là bất cứ thịt gì cũng vậy, nhớ bỏ ướp, bỏ miếng dầu ăn. Đừng nói chiên hoặc có dầu mình ướp trước nó ngon lắm. Ví dụ mình nướng này thì mình bỏ dầu nhiều một chút, còn mình chiên ấy, thì mình cũng ướp dầu ít tí. Nhà mình bỏ nước mắm nữa nha, mình bỏ nước mắm vô thơm. Nó nói là bỏ miếng nước mắm cũng được. Phải bỏ chừng tí xíu lên cả nhà, khoảng nghĩ chắc nửa muỗng canh này, nửa muỗng canh nhỏ thôi, cho nước mắm vô thì nó thơm, nó đậm chất nước mắm. Dễ lắm. Rồi mình ướp có khoảng cái này cả nhà muốn ăn chừng nửa tiếng là ăn được rồi, không cần phải lâu nha cả nhà. Nửa tiếng là ok. Trời ơi, có nước mắm vô nó thơm lắm cả nhà. Dạ thấy không, quá ừ hấp dẫn. Rồi không thiếu miếng dầu ăn này, dầu đây nhà cứ chừng 3 vòng thôi, 3-4 vòng nữa không sao hết, trộn nữa. Để xong rồi quay cận cảnh cho cả nhà coi, cái miếng thịt nó rất là mướt.
Nó khác lạ và nó thơm luôn. Có cái mùi dầu ăn vô nó lại khác nha cả nhà. Ngon lắm. Để quay cận cảnh cho nhà coi nha. Đó, cả nhà thấy chưa? Giờ mình trộn xong rồi đó. Cả nhà thấy có dầu ăn, cục thịt nó rất là mượt mà nè. Rất là ngon nha cả nhà. Chờ nó thấm khoảng chừng 30 phút là mình chiên được rồi nha cả nhà. Ít nhất là 30 phút nha. Ngon lắm. Thành phần có là 3 muỗng bột chicken knorr với bột súp gà đó, chicken knorr súp gà, nửa muỗng nước mắm và một nếu mà muối muối thì mình bỏ chừng một muỗng cà phê muối thôi, ít hơn tí cũng được. Và tiêu, đặc biệt là tiêu với tỏi, tỏi một tép này nha, nhiều tỏi mới ngon. Tiêu thì gần một muỗng đó. Một muỗng cà phê đó. Mình trộn đều lên. Giờ cho nó thấm là chiên lên. Sẽ quay cho cả nhà xem nha. Chắc thịt vô mình nướng nha cả nhà. Quay nha, quay lò điện nha. Đó, bỏ vô mình nướng 415 phút nha. Sẽ ngon. Mỗi 15 phút mình chở. Mỗi 7 phút chứ. 7 phút mình chở rồi để cho nó 8 phút sau lấy ra ăn nha. Như thường lệ vậy đó. Rất là ngon. Ok, bắt đầu bỏ vào. Rồi, bắt đầu dở nha cả nhà. Tăng 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 tăng. Đó, nhìn thấy nó vàng không? Wow. Nhìn thấy giống như mình đang chiên vậy đó. Ngon quá trời ngon nữa ha. Cái này cái mình trở lại nha cả nhà. Trở lại mình làm thêm. Nướng bên này cái nữa là xong. Đó, nhìn thấy nó giòn. Wow. Con tay nha cả nhà, thông cảm nha. Vừa chở mà vừa quay luôn là vậy. Không có accident nào quay dùm hết, tự xử luôn cả nhà. Rồi, mình sẽ cho nó một phần nữa nha cả nhà. Ok. Trở lại sau nha cả nhà. Wow. Xong xuôi. Mình 5 phút nướng 400 này cả nhà. Xong xuôi, ghé đi ngon. Wow, phần 2 bắt đầu xong nha cả nhà. Đó, hai mặt đều vàng. Giờ là gấp ra làm mẻ thứ hai. Mẻ này thứ hai rồi đó. Sắp sửa mẻ thứ ba chứ. Cả nhà thấy không? Thơm vàng. Ok, để gấp ra dĩa. Bỏ này cho dễ nha cả nhà. Mẻ thứ ba. Nướng luôn. Này là rất là ngon luôn. Cảm ơn cả nhà thương yêu nha. Đấy, mẻ này mẻ cuối cùng. Nướng mẻ thứ cuối cùng nha cả nhà. Theo em tôi thì về. Đó, xong phần nhất là ăn rồi, giờ phần thứ hai và phần thứ ba. Theo em tôi thì về quê miền đất xanh, có dòng sông bên lỡ bên bồi. Nướng tiếp. Quê hương tôi có bánh đa bánh đúc, ôi dòng sông chứa tràn, thiếu ai ta về đây. Này, thấy ngon không? Mẻ đầu là đã ăn rồi, mẻ thứ hai nó vàng, nó rất đẹp rồi cả nhà. Theo em tôi thì về
theo em tôi đi về quê miền đất xanh, có dòng sông bên lỡ bên bờ. Bây giờ đây mai nương tiếp, nương tiếp một mẹ thứ ba nha cả nhà thân yêu ơi. Na na ta da da, ơi sẽ trả lời sao cho cả nhà. Ok, mẹ thứ ba đâu mình chở như thường lệ như cả nhà, mình chở nó qua xong rồi mình bỏ nướng tiếp nha. Nghe nhà thấy không, còn sôi rồi cuộc để cho trả lời sao nha cả nhà, để lấy giá chở nó cả. Một cái nữa là xong cả nhà thấy không, miếng vàng bên này giờ mình chở một cái miếng vàng nữa là xong. Cái tỏi nó vô rất là ngon. Wow, mà này ngon nè. Trời mưa nữa. Mưa mà ăn món này nó để ăn cái thịt này là ngon nè. Chiều nay vẫn em lòng anh thấy buồn, buồn ăn thịt này hết buồn. Tiếp tục. Wow. Vàng nè. Cả nhà chiên một bên vàng một bên vừa thôi, tại vì mình để không dám làm nhiều, nếu mà vàng nhiều quá thì nó sẽ bị khô rồi cả nhà. Cái này đủ rồi, này ăn đã khai. Cảm ơn cả nhà thân yêu nha, món sườn non ướp để chiên đó nha, ướp tiêu tỏi và chiên. Xong xuôi rồi cả nhà thân yêu, đã xong thành phẩm nha. Tổng cộng là 3 mẻ mà dùng hết 1 mẻ rồi, còn 2 mẻ làm ra tốc hành quế đi ngon cả nhà. Cả nhà ướp thêm gì nè, mình chiên cũng được, nếu mà mình bỏ vô lò điện mình quay cũng được nha cả nhà, nên rất ngon. Những cái miếng tỏi nó dính vô trong cái thịt á, cả nhà ăn rất là ngon luôn. Nó sảy luôn. Bạn này ăn là chiều nay vẫn em lòng anh thấy buồn, ăn cục thịt chiền vô hết buồn luôn. Ê, chào cả nhà thân yêu. Đây, làm nấu ăn á thì mình phải vui vẻ. Nói chung là mình phải vui nên cái người ăn á người ta sẽ rất là yêu thích, tuy nấu dở nhưng mà mình vui vẻ đó cả nhà, đem đến cái thét cho mọi người rất là ngon. Còn mà nấu ngon mà không vui chầm dầm là thua nha cả nhà. Giờ ngon thì nữa ăn cũng là một cái mầm bệnh đó. Học theo công thức của thầy dạy, thầy thương thầy dạy góp ý những cái việc mà mình nấu ăn á, nên mình phải vui vẻ để người ăn rất là thoải mái nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thân yêu rất nhiều ạ.